Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel I Was There của mình. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của mình vừa qua. Thì như các bạn đã biết rồi thì mình khá là bận, thì cho nên mình cũng ít ra video hơn, rồi cũng có khá là khó thời gian để ngồi xuống trò chuyện với các bạn. Thì hôm nay mình sẽ xin phép là cố gắng nói những cái vấn đề nhanh gọn hơn, bởi vì cũng có nhiều bạn thắc mắc, ngay cả gia đình mình cũng có người thắc mắc nữa, đó là vấn đề là tại sao bên này người ta không làm những công việc người ta thích thích đi để định cư, hay là những công việc mà người ta đam mê để định cư đi, tại sao nhiều người phải làm những công việc mà người ta không thích, tại sao người ta phải chuyển tỉnh bang để định cư, tại sao người ta phải thế này thế kia sao cực quá vậy. Thì mình sẽ nói về một đề tài hôm nay, đó chính là làm việc mình không thích để định cư, hay là làm việc mình thích, mình đam mê nhưng mà nó chẳng giúp mình đi đến định cư được, chứ dẫn dẫn giúp mình đi đến kết quả nào được hết trơn đó. Cùng xem nha. Cơ bản nhất, nhắc đến hai chữ định cư là các bạn biết là nó rất là nhiêu khê và rất rất là kinh khủng, rất là nhiều thứ để biết. Nhưng mà ở đây mình chỉ bàn có những vấn đề cực kỳ cơ bản thôi, chứ không thể nào một người, các bạn phải có một người có bằng cấp chuyên môn, license là giấy chứng nhận, giấy phép để nói về tư vấn những cái thứ về định cư cho các bạn. Ở đây mình không có hành nghề tư vấn, không có hành nghề về tư vấn định cư, không có bằng cấp gì hết, không có giấy phép. Cho nên mình sẽ nói những vấn đề đơn giản về mặt trải nghiệm thôi. Thì hiểu đơn giản á, công việc bên này nó sẽ chia ra nhiều trình độ. Là đã được định cư thì các bạn thường thường nha, chứ không phải là tất cả nha. Thường thường các bạn sẽ cần phải trong một trong ba trình độ, là trình độ 0, A hoặc là B. Đó là ba trình độ, ba cấp bậc, ba trình độ. Thì những cái công việc mà hàng ngày các bạn thấy á, nó sẽ chia làm nhiều trình độ lắm, mà ba trình độ là ba trình độ cao nhất. Sau đó dĩ nhiên còn trình độ C, D, E, F kiểu nữa. Thì hiểu cái này như thế nào đơn giản, mình sẽ nói ngắn gọn nhất á, là trình độ là như C, D là lao động tay chân, là có thể là những cái công việc rất là bình thường, rất là giản dị. Ví dụ như là chạy bàn nè, rồi chạy bàn làm nail, dọn dẹp vệ sinh, hay là hái rau củ quả, hoặc là lái xe, hoặc là bán thịt, ví dụ vậy. Hoặc là làm những tiệm cà phê, nhân viên bình thường trong siêu thị, ví dụ vậy. Hoặc là đứng thu tiền, đó là những công việc rất là bình thường, CD. Rồi cao hơn một chút là nhóm B, là nhóm đầu tiên là được định cư. Thì những công việc thuộc trình độ nhóm B ấy, là những nhân viên có chuyên môn hơn một chút xíu, ví như là đầu bếp nè, rồi kỹ sư điện, thợ ống nước, ví dụ vậy. Những trình độ có chuyên môn hơn một chút xíu, các bạn hiểu ý mình không ạ? Rồi hoặc là designer, hoặc là vân vân. Designer cũng có thể là thiết kế, cũng có thể là nhóm A luôn á. Bởi vì nhóm B thường nó sẽ là kiểu như kỹ thuật hơn, còn nhóm A thì mang tính là chuyên nghiệp cao hơn, ví dụ như là bác sĩ nè, với lại nha sĩ nè, kiến trúc sư nè, rồi một số vị trí giám sát, supervisor chẳng hạn, cũng có thể là nhóm A nè. Hoặc như nãy mình nói, như là thiết kế cũng có thể là nhóm A nè, làm IT, làm về công nghệ, làm về phần mềm cũng có thể là nhóm A nè. Rồi cao nhất là trình độ nhóm Zero, nhóm O là những cái vị trí như mình đang ở hiện tại nè, là giám đốc vận hành nè, là quản lý nè, quản lý nhà hàng, khách sạn, tiệm cà phê vân vân, hay là những cái nghề mà cần về chuyên trình độ chuyên môn, cần kỹ năng quản lý, cần những công việc mà cấp cao. Những công việc cấp cao thường thường là như mình, nó là nhóm O. Thì đấy, thì mình may mắn là từ khi ra trường mình đã luôn được làm ở vị ở nhóm cao nhất hiện tại là nhóm O. Thực ra nó cao nhất không phải là cao nhất, bởi vì sẽ có một cái cao đỉnh đỉnh hơn nữa, sẽ là nhóm OO 00, là thuộc trình độ cỡ Vice President, là những thứ trên trời rồi. Nhưng mà để định cư thì trong cái phạm vi định cư thì ba nhóm ngành này là ba nhóm phải được. Thường thường không phải một lần nữa, thường thường không phải là tất cả, vì mỗi tỉnh bang sẽ mỗi khác nhau, mỗi chương trình định cư nó sẽ mỗi khác nhau. Thì trong phạm vi hiện chương trình thì nhóm Zero thì sẽ được coi là nhóm cao nhất. Ok, thì đó là giới thiệu sơ qua các bạn để hiểu cái là cái nền móng trước. Bây giờ mình sẽ đưa ra khoảng 3 ví dụ để các bạn hiểu là tại sao nhiều người ta phải dấn thân vào những công việc để mà người ta không thích, để người ta có thể định cư được. Và hoặc là những công việc mà người ta không phải là chuyên ngành của người ta, trái ngành, cũng có những công việc mà
người ta không có đam mê gì hết trơn, nhưng người ta vẫn phải làm. Ba ví dụ duy nhất là như một người bạn, một người em của mình định cư ở tuổi rất khá là trẻ, 23 tuổi, và định cư là sau khi tốt nghiệp khoảng 1 năm thì phải. Định cư theo dạng tay nghề ở bên này, có người học xong học học cùng ngành với mình, học logistics ở Ontario, nhưng mà người đó đã học đã làm về baker, là thợ bánh. Baker đúng nghĩa đó nha, chứ không phải là baker thợ bánh, là có nghĩa là nhào bột cái thứ á. Rồi chứ là baker kiểu cơ bản như là Tim Hortons, điện cà phê cái thứ, là chỉ bỏ bánh vào xong rồi chờ cái lò nướng ra đâu. Thì cái người đấy đã chia sẻ với mình thì đi theo cái diện này thì được ưu tiên ở bên tỉnh Bang Ontario lúc đấy, thì nó ưu tiên hơn. Chính vì vậy người đấy đã chọn cái phương án này, bởi vì đã làm trong lúc và làm bán thời gian lúc còn đi học rồi. Và sau đó thì ra trường thì thấy là tìm cố vấn ghi chú, người ta tư vấn các kiểu, thì biết là cái nghề, cái chức vụ đấy, chức vụ baker đó, là nướng bánh, là các thứ, nhào bột các thứ, là được ưu tiên hơn, sẽ được ưu tiên định cư hơn, dễ hơn, cạnh tranh dễ cạnh tranh hơn. Và nó gọi là thuộc trong cái nhóm ngành được ưu tiên á, thì vậy chính vậy đi theo luôn, và đã định cư được sau 1 năm, đã được chính phủ mời ở lại và được cộng rất là nhiều điểm. Thực chất thì người nói mình thì dĩ nhiên cái ngành đấy thì bạn đấy không thích, nhưng mà thật sự là vì nhất là vì định cư, càng định cư sớm thì càng tốt, bởi vì sau đây bạn định cư xong là bạn đi học lại liền, bạn được giảm học phí đi học lại như người dân bản địa liền, thì tại sao không, đúng không? Mà định cư xong mà tính. Thứ hai là bạn mình hỏi bạn đấy là nếu bạn không thích đó, thì bạn làm sao bạn theo đuổi được trong vòng 1 năm, thì bạn nó cũng kêu là thì chủ yếu cũng là vì định cư, và hơn nữa là bạn ấy có một sự cảm kích hơn là cảm thấy như địa ngục. Bởi vì thường thường mình bởi vì như các bạn biết đó, là nếu bạn công việc mà bạn không thích á, bạn đi làm giống như là địa ngục vậy, mỗi sáng bạn dậy bạn không có hứng đi làm tí nào hết trơn đấy. Thì đối với bạn đó, bạn thấy cảm thấy trân trọng cái công việc đó hơn, bởi vì công việc đó giúp bạn nó định cư hơn, mặc dù bạn nó không thích, nhưng mà bạn nó vẫn cố gắng, vẫn khơi sống được, và vẫn có thể chi trả được tiền tiền nhà, tiền này tiền kia cái thứ, và cũng có thể định cư được. Thì tại sao không, chỉ có 1 năm sau tốt nghiệp thôi mà, thì làm xong rồi để đi để có định cư xong rồi đi học lại đấy. Các bạn phải hiểu đó là bí mật nhất, các bạn phải hiểu là mỗi người có một cái lý do như vậy. Thì sau đấy bạn ấy đã đi 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 học lại, cũng học lên cao, cũng có ngành của mình luôn, để có những cái hướng đi tốt hơn, và hy vọng là sẽ tìm được những cái chuyên ngành đúng hơn để ra làm sau này. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không nghĩ là bạn ấy có thể theo được cái nghề mà nó không thích theo hoài được sau này, mà để định cư trước đã. Cái vụ thứ hai á là mình hơi chứ mình làm quản lý trong sân bay á, thì mình có rất là nhiều nhân viên, thì tụi nó cũng biết á, làm những cái vị trí ở dưới á thì tụi nó sẽ không định cư được, như vị trí CD á, như nãy mình nói cấp bậc CD á, thì nó sẽ không định cư được. Chính vì vậy thì nó phải đi qua những chỗ mà nó quen biết hay như nào, để nó phải qua để làm những cái vị trí như là từ supervisor hay là giám sát, đó là gọi là giám sát á, supervisor trở lên, thì để cho định cư hơn, mặc dù nó không thích đâu. Bởi vì những cái bạn biết á, là những cái chỗ mà giống như nhà hàng, hay là nhà hàng mà kiểu dân bản của dân của mỗi khác nhau, ví như Việt Nam thì làm cho nhà hàng Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ thì làm cho Trung Quốc, Ấn Độ, ví dụ vậy á, thì những cái nhà hàng của nước của người người đấy á, thì nó sẽ cực hơn. Như các bạn ai cũng biết rồi, đi làm nhà hàng Việt Nam thì nó cực, đi làm thì bị đày đọa, bị bóc lột này nhiều cũng nhiều, mình không nói tất cả, nhưng mà rất là nhiều câu chuyện nó đã xảy ra ở bên đất nước này rồi, thì các bạn cũng biết trong cộng đồng mình có rất nhiều lời qua tiếng lại, có rất nhiều thị phi, có rất nhiều sự bóc lột ở trong đây. Thì nhưng mặc dù người ta không thích, bởi vì nếu bạn làm supervisor mang danh gì thôi, mang danh nghĩa gì thôi, nhưng mà công việc của bạn rất là cực, cũng phải rửa chén rồi làm tất cả các thứ, quét nhà, lau nhà, vân vân, tất cả các thứ. Đổi lại là bạn được cái gì? Bạn được cái danh, cái chức, cái tên, chức vụ để có thể định cư, để nộp vào chính phủ để định cư được. Thì tại sao không, đúng không? Mà rất là nhiều người phải ngậm đắng nuốt cay, phải cố chịu đựng để làm những công việc khá là vất vả một chút, vì tương lai định cư được, vì một cái chức vụ để có thể định cư được. Và chủ yếu như là, nhưng mà cũng như những người em của mình thành công rất là sớm, có nghĩa là trong lúc đi học đã làm được supervisor của Tim Hortons chẳng hạn, là chủ cà phê rất là lớn bên này, chủ cà phê rất là nổi tiếng bên Canada này.
trang trong lúc đi học đó nha, mà là supervisor được. Và nhưng mà em ấy lại học cái ngành khác, ví như học thiết kế hoặc là học accounting, là kế toán, hay là học bất kỳ ngành nghề gì khác mà bạn không có thích làm cái đấy. Nhưng mà mình kêu là tại sao em phải làm cái đấy, em có thể chuyển ngành nếu mà em không thích. Em bởi vì bạn chính em ấy cũng không thích, em ấy cũng rất muốn đổi, nhưng mà vì sao em không muốn đổi à? Là vì định cư, là vì nếu đổi liệu cái công việc tiếp theo em ấy đổi nó có liệu lọt vô được nóc B hay không, là về công việc trình độ B, trình độ A hay không, hay là lại lớt xuống trình độ CD đó. Cái vùng khi mà người ta đã vô được cái gọi là cái vùng an toàn, tạm an toàn là 0AB đi nha, thì cái người ta đã rơi vào được cái vùng an toàn đấy thì người ta sẽ rất là cân nhắc để ra, bởi vì ra thì cực kỳ nguy hiểm. Vì các bạn thử nghĩ rồi, tốt nghiệp ra kiếm được một công việc từ B, A trở lên đến 0 thì rất là khó. Thường thường người ta phải tiếp cận công việc bằng từ CD trở lên, CD xong rồi làm một năm thì đó mới bắt đầu mong men cố gắng đi lên chức hàng B hoặc là A này kia thứ trình độ á. Thì các bạn thử nghĩ nếu mà các bạn đang học mà bạn có được công việc đúng cái trình độ rồi, chứ còn tốt nghiệp ra thì trở thành cái status của bạn, nó trở thành full time chính thức á, thì bạn cứ thế mà làm thôi, nó nhẹ cái đầu lắm. Thì bạn cũng muốn ra, nếu là bạn cũng muốn ra không, bạn cũng muốn là sẽ nói là ôi công việc này mặc dù nó B, nó A đó, nhưng mà nó zero đó, nhưng mà tao không thích, tao ra trường tao làm cái khác. Các bạn có dám không? Đặc biệt là trong mùa dịch như thế này, các bạn có dám khỏi cái vùng an toàn đó không? Cho nên mình rất là hiểu, mình là cảm thông. Và đặc biệt hơn đó là nhất là những người Việt Nam, những bạn Việt Nam, những các bạn trẻ Việt Nam thường bám víu đến những nhà hàng, tiệm nail của Việt Nam để hy vọng mình làm cho người ta lâu, người ta sẽ cho mình một cái title, một cái job title, một cái chức danh là supervisor, là giám sát, là manager. Nhưng mà chả qua để giám sát, chả qua để quản lý hết trơn á, cho chỉ cho chức vụ thôi, các bạn hiểu không? Để có thể nộp cho chính phủ để định cư. Thì thường thường người ta sẽ nghĩ là người Việt sẽ giúp người Việt cái kiểu, thì người ta rất là dễ bấm víu vô những tiệm nail, những quán phở để hy vọng là dựa vào lời nói của những con người chủ, và không một lời cam kết nào chắc chắn cả là người ta sẽ cho là một cái danh hiệu để nộp cho chính phủ để định cư. Nếu là bạn là chủ nhà hàng, bạn có muốn một cái kệ bàn giỏi thoát khỏi đó không ạ? Thì các bạn phải nói như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên không có một cam kết nào chắc chắn là người chủ sẽ cho bạn một cái danh hiệu đó cả. Đấy là trường hợp thứ hai. Rồi trường hợp thứ ba là tại sao lại chọn có một người anh, là anh ấy học chung ngành với mình nhưng mà một hướng khác, chuyên về cảng biển xuất nhập khẩu hơn là mình thiên về mảng vận hành nhiều hơn. Anh ấy là người đã cố gắng đi theo cái công việc anh ấy thích, nhưng mà thật sự nó đã không có đem lại cái kết quả gì cả. Lúc đầu là anh ấy đã ra trường, anh ấy đã đi theo công việc anh ấy thích, nhưng mà nó ở CD như mình nói rồi, bắt đầu bằng CD luôn. Mặc dù anh ấy có cơ hội để trở thành B, bây giờ nó làm cái công việc đấy khá lâu rồi, nhưng mà chủ muốn anh ấy chuyển qua một hướng khác để làm để trở thành B luôn. Nhưng mà anh ấy lại thích cái mảng này hơn, để anh ấy tiếp tục đi theo cái mảng đấy, và nó chỉ là C hoặc D thôi. Thì như bạn biết á, các bạn ra trường các bạn sẽ có 3 năm để lại làm việc, thì anh ấy đã tốn 6 tháng. Thường thường cái công việc chỉ sau tốt nghiệp của bạn mới được tính vào công việc định cư thôi nha, mới được tính cái thời gian đó, tích lũy kinh nghiệm đó mới tính đến định cư thôi nha. Thì anh ấy đã làm cái công việc đấy 6 tháng, mất 6 tháng, và nó đã không có đi đến đâu nhiều lắm, và nó cũng không định cư được, không tích cái kinh nghiệm 6 tháng đấy không có được cộng vào cái kinh nghiệm định cư, bởi vì nó cái công việc đấy không phải là trình độ B trở lên đấy. Và nó lãng phí mất 6 tháng, là nó còn 2 năm rưỡi thì anh ấy mới nhận ra là anh ấy nên nhảy vào cái việc B hoặc A hơn. Thì anh ấy đã nhảy vào, cố gắng chuyển công ty để nhảy vào công việc B và A. Thì đấy là một cái ví dụ điển hình, hay là một trong những cái ví dụ điển hình để các bạn thấy là không phải công việc mình thích, công việc mình đam mê lúc nào nó cũng mang lại một cái giá trị nhất định cho mình. Dĩ nhiên những ai mà học sinh quốc tế như mình bên này thì nó rất là cực, không như ở Việt Nam là các bạn có thể làm việc gì các bạn thích rồi cứ như vậy rồi chờ vài năm là lên chức. Bởi vì mỗi người như mình bên này đều có một cái thời gian nhất định là 3 năm hoặc là 2 năm hoặc là 1 năm để ở lại sau tốt nghiệp để đi làm, và trong quá trình đấy phải tự tìm cách để định cư. Và nếu công việc không ổn thì các bạn không có một cái trình độ nhất định thì các bạn sẽ khó lòng mà định cư được. Cho nên các bạn, nhiều người phải tỉnh ra cái việc đấy, nhất định là phải tỉnh ra cái việc đấy để tính đường đi nước bước cho chuẩn xác. Thì nói một chút về một cái trường hợp giống như mình đi,
cũng có những trường hợp như mình là có những cái diện định cư theo diện tỉnh bang như là OANP, diện do học sinh được bảo lãnh từ chủ bảo lãnh, thì nó gọi là International Student Stream OANP. Thì cái diện đấy rất là dễ. Dĩ nhiên công ty của mình hồi lúc cũ mình làm được sân bay, nó rất là bảo đảm, nó sẽ có là bảo đảm về mặt quy mô, là doanh nghiệp đã thành lập lâu, lợi nhuận cao, nhân viên nhiều các thứ thì nó sẽ bảo lãnh được. Nhưng mà vấn đề là chủ, cái mấu chốt là chủ có chịu bảo lãnh bạn hay không, chủ có chịu giúp đỡ bạn hay không, đó là vấn đề. Thì đối với trường hợp của mình là mình không được giúp đỡ từ sân bay, đó là chính là một lý do nữa là vì sao mình đã rời bỏ cái công việc ngon lành đó, để cũng giống như rất nhiều nhân viên của mình ở đấy cũng đã rời đi để qua một tỉnh bang như khác dễ định cư hơn. Mình không nói tỉnh bang vắng heo hút gì hết, và tỉnh bang khác vẫn ok như thường và nó sẽ dễ định cư hơn. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, một công việc mà mình thấy là ok á, thế là mình cũng khá là ưu thích, khá là nhàn hạ thì nó cũng rất là tiếc. Nhưng mà vì định cư, nó là vì cuộc sống, các bạn phải đánh đổi, các bạn phải biết các bạn đang làm gì. Và không phải lúc nào chủ cũng chịu bảo lãnh cho bạn, hay là lúc nào chủ cũng chịu ký giấy để hỗ trợ cho bạn, để cho chính phủ thấy là bạn có thể ở lại đây được, và chủ không thể tuyển nào người nào khác giỏi hơn bạn để tuyển, mà chỉ thể tuyển mình bạn thôi. Thì khó là khó để chủ có thể làm như vậy, để support bạn, để hỗ trợ bạn. Bởi vì các bạn biết á, là nhiều người nói với mình là tại sao làm quản lý chi mà chủ cũng không có bảo lãnh cho mày được. Rồi chức vụ quan trọng mà. Các bạn phải nhớ cái câu đầu tiên mình học được khi mà lúc mới đến đây, đó là gì các bạn biết không? Bất kỳ ai ở Canada này cũng có thể bị thay thế cả, kể cả giám đốc, director, VP, vice president á, những người ông lớn ở trên đều có thể thay thế được. Cho nên cái chức quản lý, cái chức nhân viên của bạn, cho dù bạn nghĩ là bạn quan trọng cỡ nào, nhưng mà bạn không quan trọng như bạn nghĩ đâu. Công ty càng lớn, nhưng mà dĩ nhiên mình không phải ý là công ty lớn hay nhỏ, nhưng mà cả hai trường hợp mình đều thấy rồi hết trơn á. Dù công ty bạn lớn hay là dù công ty bạn nhỏ, dù bạn chức cao hay bạn chức thấp, thì không có đồng nghĩa với việc là chủ sẽ đồng ý hỗ trợ bạn hoặc là bảo lãnh bạn. Hỗ trợ cũng có ý nghĩa theo chương trình khác, và bảo lãnh cũng có chương trình khác nha. Không có đồng nghĩa là chủ sẽ hỗ trợ bạn. Không có dụ là lớn hay nhỏ, không có dụ là công ty public hay là private, có nghĩa là công khai hay là cá nhân hay là tư hết trơn á. Công ty nào cũng vậy, và quy mô nào cũng vậy, chức nào cũng vậy, đều có thể bị thay thế, đều cũng có thể chủ sẽ không bảo lãnh, chủ sẽ không hỗ trợ. Nên các bạn phải tỉnh ra là các bạn chỉ có 3 năm ở lại đây để làm việc. Thì cái công thì những cho những ai mà chưa qua bên này, chưa biết bên này nó cam go gây cấn cỡ nào, thì cái việc mà như nãy mình nói là người Việt Nam bám biếu lấy người doanh nghiệp người Việt Nam đó, để hy vọng một ngày đẹp trời người ta sẽ hỗ trợ bạn như là người ta cam kết bằng miệng á, sẽ xảy ra. Người ta rất là khó thoát khỏi vùng an toàn của người ta, cũng như là các bạn phải hiểu là kiếm được một công việc từ trình độ B trở lên nó rất là khó bên này. Không phải bạn học cái gì ra bạn cũng làm được cái đấy, và bạn cũng không thể có được cái trình độ B, trình độ A, rất là khó, huống chi trình độ zero như mình. Nó là những cái trường hợp rất là khó và rất là khó kiếm việc bên này. Các bạn tự tưởng tượng là một cái đất nước mới, một cái nền ngôn ngữ, nền văn hóa mới, các bạn phải am hiểu rất là nhiều thứ để các bạn thể leo lên được đó. Cho nên những mà bạn nào mà còn thắc mắc ngoài kia, thì vì cuộc sống, vì định cư mà rất là nhiều người đã phải chọn những công việc mà người ta không thích, do dù đó là làm những công việc tay chân, hay là làm những công việc không phải là gọi là tay chân, mình không nên dùng từ đấy, những công việc mà nó khó khăn hơn, nó mệt mỏi hơn tí xíu để định cư, thì người ta cũng chấp nhận để đổi lấy một cái danh hiệu nhất định, để đổi lấy một cái tấm vé định cư ổn hơn, chứ không tự nhiên mà người ta chọn một cái hướng đi mà người ta không thích đâu mấy bạn. Nhiều người cũng khổ lắm mình biết, và nhiều người cũng cực lắm mình biết. Cho nên là hy vọng những bạn nào đã có những con đường riêng, những có những công việc để đủ để các bạn định cư được ở ngoài kia, thì các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cái công việc trên con đường định cư của các bạn. Cũng giống như mình là những người đang rất chật vật để định cư bên này. Ok, nếu các bạn nha, nếu các bạn còn câu hỏi gì có thể liên lạc mình qua Facebook, có thể đặt câu hỏi dưới comment. Và nếu các bạn thấy hay thì có thể đón chờ xem những video tiếp theo của mình. Nhớ là vẫn có nói cũ, nếu thật sự nó bổ ích cho các bạn thì hãy nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn nếu thật sự không giúp ích thì bạn không nên subscribe kênh của mình làm gì hết. Mình không hề muốn những subscriber của mình thất vọng ngày nào cả. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn lần sau.